Select sound from all the detail rectangle. Select all chấm product ID phải cao và sum của cái sum của cái quantity nhập sum của ô chấm quantity order by ô group by product ID thử coi. From O OD OD chấm đây có một rổ đây này, cái này là S total. Đề bài yêu cầu là cái gì nhỉ? Total order string total order. Đây, xong 1000, 2000 này. Kiểu chắc là nó sẽ có cái nào đấy đây, 1397 này. Xong chưa? Bây giờ muốn lấy thêm product name thì join bảng product cách p on p chấm product id bằng od chấm product id group by. Ở đây có having nữa, having cái sum này, sum của cái này lớn hơn 1200 đúng chưa? Đây tôi lấy thêm cái product id product name nữa là xong, p chấm product name xong, chẳng có gì khó được chưa Vân? Lấy ra tổng lấy ra cái sản phẩm có tổng lượng mua lớn hơn 1200 thế thôi. Bây giờ nếu thích tổng giá nữa cũng có luôn, bằng sum của cái OD chấm quantity nhân với OD chấm unit price S total price cũng được luôn, được chưa? Đây là bài 26. Tập về ở đây nhá. Đây là bài 25. 25 chứ không phải 26. Buổi sau tôi sẽ kiểm tra số lượng bài này nhá, chứ không phải là như hôm nay đâu nhá. Cho là phải làm, chứ không phải là để đấy chơi xong rồi đến đây trả lời xanh dần em bận. Tôi cũng bận. Tôi bận thì tôi không cho các bạn bài tập được không? Chẳng có gì không được. Bận cái gì bận. Học có người mình nhưng mà. Được chưa? Còn bài nào nữa? Bài bao nhiêu? À, thế thôi, xong. Câu 36 hả? Rồi. Cái gì câu 36 cơ mà?
Viết một câu query để hiển thị thông tin của một employee, người mà có tổng delay order bằng 10. Như này. Thế cái delay order là ở đâu? Thông tin nó ở đâu? Để coi nhá. À, khi mà có delay order thì phải liên quan đến thằng không biết có liên quan đến thằng shipper, không liên quan đến thằng shipper. Cũng không liên quan đến thằng này luôn. Không không không, liên quan đến order thôi. Liên quan đến order. Trừ trừ gì mà trừ. Đây này. Order muộn tức là sao? Là cái ship date so với cái require date. Cái này nhỏ hơn cái, à, cái này lớn hơn cái này. Đúng rồi, cái này lớn hơn thì là trễ. Có gì đâu. Xong luôn. Đây, mình có câu như sau. Order trễ tức là cái ngày mà người ta ship đến nó muộn hơn so với cái ngày, các bạn để ý này, cái ngày require date là cái ngày mà yêu cầu phải ship hàng đến đúng không? Còn cái ngày shipped là cái ngày đã ship đến, thì ở đây là ngày thường thường ngày 16 tháng 7. Thì ở đây là người ta yêu cầu ngày 1 tháng 8 mới cần phải đến cơ. Nhưng nó ship đến trước nửa tháng. Đúng không? Ở dưới này ngày 10 tháng 7 này, ở đây là 16 tháng 8 yêu cầu này. Đúng nhá? Thì bây giờ chúng ta cứ tìm đến cái, tôi chữa luôn nhá. Đầu tiên là trong select này. From order, cách ô, select ra cái employee ID. Employee ID ở đâu? Employee ID đúng không nhỉ? Employee ID này. Employee ID ô chấm employee ID phải ô chấm require date này, ô chấm ship date này, để tôi viết luôn cả ô chấm order ID ra nữa. Where ô chấm ship date lớn hơn ô chấm require date, ra một rổ. Đây 30 tháng 8 người ta yêu cầu 20. Ủa sao lại vậy? À đúng rồi, đúng rồi, còn gì mà if. Bao nhiêu ngày hả? Đâu còn ạ? À delay order hả? Rồi. Thế trừ ngày kiểu gì? MySQL calculate minus date. Ví dụ đây mình có là 2017 ngày 0, tháng 06 ngày 01, tính thử coi. Lỗi cú pháp. Được nha. Okay. Cũng không được. Deep á. Thử nhá. Select này. Date deep này. Bỏ cái ngày, bỏ cái giờ đi đúng không? Ngày 2017 tháng 6 ngày 30 đến 2017 tháng 6 ngày mùng 1. Chẳng có phải là 30 ngày không?
đây 29 ngày đúng chưa? Đấy, nó tính được ngày đấy. Thì where viết luôn vào đây, tội gì. Đây nó chỉ tính ra cái những cái nhân viên nào có cái ngày à, cái ship muộn đấy đúng không? Chứ không yêu cầu là phải bằng 10 đúng không? Thì chúng ta sẽ có là date deep của cái này luôn. Date deep của cái ô chấm ship date trừ đi phẩy ô chấm required date s delay date. Đây có thằng muộn 2, có thằng muộn 1, có thằng muộn bao nhiêu đấy. Max á hả? Maximum total date order. À, đến càng dễ. Đây gì? Delay date. Thử order by xem có được không nha. Rồi có thằng 23 này. Được chưa? Bây giờ chúng ta lấy limit 1 nữa. Xong. Và bây giờ mình lấy thêm ra join thêm cái bảng join thêm cái bảng employee. Nó không thích dùng, nó thích dùng kiểu này. Có được không? Ừ. Hai thằng giống nhau cũng vậy. Hai thằng giống nhau nó các bạn cũng không lấy được. Mắc càng không lấy được. Đúng không? Thử nhá. Đây limit 2 đi. Rồi, tôi sửa thằng này thành 23 nhá. Đâu rồi? À, mùng 6 tháng 2 này. Bây giờ chậm thêm 5 ngày nữa. Đây là required date tăng à, cái này giảm đi à, tăng lên 5 ngày nữa là ngày 29. Không được. Order ID 10423 này. Order 10 qua rồi. Đây rồi, 10423 này. Mình sẽ tăng cái ngày ship date lên à, giảm đi. Giảm đi hay tăng lên nhỉ? Tăng lên 5 ngày nữa là ngày 29 tháng 2. Gì đây? Sao nó không tăng nhỉ? Cái này reload này. Không cho save. Rồi, đây là ngày ngày mùng 6 này thì nó sẽ yêu cầu sớm lên 5 ngày nữa là ngày mùng 1. Rồi xong. Query new. Đây hai thằng đều hàng 23 đúng không? Rồi giờ của các bạn là như nào? Thì người ta yêu cầu lấy 1 mà. Sao? Thì sao? Mắc vào đâu? Đây à? Mắc. Đây à?
Sao? Cái gì? Cái nào order by? Đây. Sao? Group by. Cũng vậy mà. Đâu? Ô. Sao? Mắc với min gì? Nghĩ đi. Các bạn nghĩ câu 36 đi. Đằng nào cũng phải làm, nghĩ đi. Mà cảnh báo luôn những người mà không biết SQL ấy, thì sau này còn lâu mới học được PHP. Bởi PHP nó chỉ là cái công cụ giúp chúng ta thực hiện query SQL thôi. Còn không học được SQL thì dẹp đi. Đây, code đây. Nào, mắc gì nữa. Lại order. Lại order by khác thì cách của tôi lúc nãy. Thế cho cái mắc này vào đây làm gì? Thế cho cái mắc này vào đây làm gì? Đâu? Tìm được thằng nào lớn nhất đâu? Đâu có tìm được thằng lớn nhất đâu? Hả? Rồi đây, cách giải của tôi là như thế này. Không có thời gian, chúng ta mất nhiều thời gian như vậy nữa. Về nhà các bạn tìm cách giải khác nhé. Order by delay date. Thì ai bảo gì đâu? Thế thì cách của tôi có khác gì không? Nếu mà hai giá trị bằng nhau thì phải có thêm điều kiện order. Thêm điều kiện order vào. Ví dụ order ở đây ngoài order DSC này ra thì chúng ta còn có thể là order thêm o.order ID hoặc là order date của năm nay hoặc của tháng này, tháng sau. Đúng không? Muốn tìm mua ra một thằng thì phải có điều kiện gì chứ? Làm sao mà ra được? Hả? Là sao? Thì que bằng 23. Ông lấy hộ tôi cái. Lấy làm sao được? Thế nào? Đết nào? Íp. Cái gì? Chẳng liên quan gì. Chẳng thích quan tâm gì ở đây.
Nếu mà muốn thêm employee ID nữa thì mình join thêm employee. Ở đây nó chỉ ra một là ra thằng lớn nhất đúng không? Thì chúng ta cũng lấy thằng lớn nhất thôi chứ chẳng có thằng nào mà lấy được ra hai cái giá trị bằng nhau đâu. Thấy chưa? Employee cách E MP on o chấm employee ID bằng với MP chấm employee ID. Đây lấy ra thêm employee name o chấm first name last name. Quả ở đây MP chấm first name last name rồi. Đây là câu số 36. Đó. Chúng ta có chép thì chép nhanh lên, xong chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Tôi sẽ giới thiệu qua cái khái niệm về trigger, view, store, schedule. Xong chưa? Chúng ta có khái niệm view. Ở đây chúng ta có cái câu lệnh, các câu lệnh select đúng không? Nhưng mà nếu mà trong trường hợp cái câu lệnh select của chúng ta nó phức tạp và mà thực tế là có ấy. Ví dụ như ở trường ở bên tư án thì có Dũng, thằng đấy nó đang làm ở bên FIT, FPT Information System, nó đang làm dự án, trước nó làm dự án cho bên mobile phone, là dự án về đối soát cước của bên viễn thông, đối soát cước hàng tháng của từng người một đó, để khi mà người ta khiếu nại thì có những thông số từ trên hệ thống đổ về xem là người ta khiếu nại đúng hay không và chênh lệch bao nhiêu có chấp nhận được hay không, được chưa? Thì cái cơ sở dữ liệu của cái hệ thống rất là lớn. Một cái câu query nó rơi vào tầm khoảng 10 đến 20 cái mặt giấy A4, một câu query và một bảng nó rơi vào đường đi, cái chuyện bình thường. Thì những cái câu lệnh phức tạp khi mà chúng ta cần phải query những cái câu lệnh phức tạp mà chúng ta không muốn cứ góp đi góp lại những cái câu lệnh đấy nhiều lần nữa. Ví dụ sau này khi chúng ta học về TP thì chúng ta sẽ hiểu là khi mà chúng ta tiến hành
viết cái một cái câu lệnh để kết nối cơ sở dữ liệu hay để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ấy, thì chúng ta đều phải viết là select sound from cái gì gì đấy, xong rồi thực hiện execute với cơ sở dữ liệu, viết thẳng cả một đoạn dài như vậy. Đây là chuyện bình thường. Thì nếu mà chúng ta gặp cái trường hợp mà cái câu lệnh của chúng ta nó kéo dài như kiểu là cái câu chuyện tôi vừa kể, thì như vậy thì code của chúng ta không ai đọc được, không ai nhìn tên cả, đúng không? Thì như vậy thì nó rất là rắc rối, và debug cái code SQL đấy nó cũng rất rắc rối luôn, đúng không? Thì người ta sẽ sinh ra một khái niệm người ta gọi là view. Cái view này thực tế ra theo sách vở của Da Vinci nó là một cái bảng ảo được hình thành bởi một cái câu lệnh SQL nào đó, và người ta đặt cho đây nhá, bảng ảo được sinh ra từ một câu lệnh select nào đó, và người ta sẽ tiến hành đặt tên cho cái câu lệnh select đấy. Ví dụ như đặt cho nó một cái tên, ví dụ như kiểu là select từ cái bảng employee ra chẳng hạn, chúng ta có một cái đoạn là create view, sau đặt tên view là x y z chẳng hạn như này, sau ở trong này chúng ta thực hiện select câu lệnh của chúng ta rất phức tạp, dài dòng dưới này, đóng vào. Từ sau khi mà người ta muốn query cái câu lệnh phức tạp này, người ta không thực hiện trực tiếp là select sound from cái gì lằng vằng ở dưới nữa, mà người ta chỉ đơn giản thực hiện một câu là select sound from cái bảng x y z như này là xong. Thì đấy là cái khái niệm và cái tác dụng của thằng view với cái việc tương tác với cơ sở dữ liệu. Và view thì nó tồn tại chỉ cho nhằm mục đích là select thôi, chứ không có insert gì cả. Bảng ảo làm sao insert dữ liệu được? Chúng ta muốn insert dữ liệu gì thì insert vào trong bảng thật, chứ không bao giờ người ta insert vào bảng ảo, và cũng không insert được luôn, nó không có cơ chế đấy. Thì chưa nhỉ? Đấy là cái khái niệm về view. Cái này tôi không dạy, các bạn tự về kiểm tra, tự về đọc và thử thôi. Những cái này tôi sẽ nói qua, bởi vì nếu mà các bạn làm với .NET và Java thì chắc chắn nó sẽ đồng đến. Còn nếu mà làm với PHP thì ít khi chúng ta cần phải đến cái này trước, cho nên là chúng ta sẽ bỏ qua. Đấy là khái niệm về view. Chúng ta đến với khái niệm tiếp theo, đó là khái niệm về trigger. Khái niệm trigger. Như hôm trước ấy, chúng ta dùng học cái JavaScript, đúng không? Chúng ta có thể là thực hiện cái việc là insert data, enter một đoạn text vào một cái thẻ input, đúng không? Viết vào đây thì chúng ta bắt sự kiện cho nó và chúng ta thực hiện một cái hành động khác sau khi chúng ta insert dữ liệu vào đây, đúng không? Thì cái việc mà thực hiện một cái hành động thứ hai sau cái hành động thứ nhất thì người ta gọi là trigger. Đấy nhỉ? Trigger nó chính là cái cò súng. Được chưa? Thì trigger này nó có tác dụng như thế này. Trigger thường thường là như này. Nhiều khi chúng ta có, hôm trước chúng ta có cái trò là đặt for entity xong cascade restrict, đúng không? Cascade thì xóa dữ liệu ở bảng trang và tất cả những con liên quan đến cái đối tượng bị xóa đấy sẽ bị xóa bay đi luôn, đúng không? Thì ở đây chúng ta không cần làm cái việc đấy, mà chúng ta tự viết. Có thể là khi mà chúng ta xóa một cái dữ liệu hoặc cập nhật một cái dữ liệu nào đó trong cơ sở dữ liệu, mà chúng ta cần phải có thực hiện thêm những cái câu lệnh tương tác với những cái bảng khác, nhiều bảng khác ở trong cái cơ sở dữ liệu đó theo cái dữ liệu mà chúng ta vừa mới sửa hoặc vừa mới xóa đi, thì khái niệm đấy chúng ta cũng có thêm cái trigger ở trong database. Đó là khi chúng ta thực hiện xong cái việc update hoặc delete thì chúng ta có thể set up cho cái cơ sở dữ liệu của chúng ta chạy thêm một vài lần nữa SQL một cái tự động. Thì đấy gọi là khái niệm cái trigger. Và cái dự án mà tôi làm trước đây có khoảng 2 con động đến, là chỉ có dự án thực sự lớn ấy, và thực sự có những cái vị trí như là DBA, tức là database analysis, tức là phân tích nghiệp vụ của database, thì họ chủ động họ viết những câu trigger để khi họ tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu luôn. Thì những cái dự án đấy thì có, nhưng mà tôi không được cầm tay vào được, chưa đủ kinh nghiệm để làm.
Đó là khái niệm trình độ. Khái niệm cuối cùng. Khái niệm cuối cùng là khái niệm về store procedure. Nhìn thấy cái này bao giờ chưa? Cái này nếu các bạn học học cơ sở dữ liệu trường thì chắc chắn phải biết. Chắc chắn phải biết về view và store procedure. Lúc đấy cái view của chúng ta là gì? Cái view của chúng ta nó chỉ là một cái bảng ảo đúng không? Chúng ta select các kiểu trong đấy cũng que điều kiện ở trong cái bảng đấy như bình thường. Nhưng mà cái store procedure này của chúng ta nó hơi khác của chúng. Khác ở chỗ nào? Cái store procedure của chúng ta tưởng tượng đến cái hàm này. Hàm nó chính là chúng ta viết ra một cái đoạn query nào đó. Bây giờ có thể là insert, update, delete hay cái gì đấy select thoải mái. Nó chạy theo đúng kịch bản của chúng ta. Nhưng mà cái hàm của chúng ta nó làm cái gì thì nó sẽ phụ thuộc vào thêm là cái biến, cái tham số ở đây đúng không? Nó thực hiện nó phụ thuộc với tham số truyền vào thì nó sẽ được tác động với những cái bảng nào hoặc là những cái object nào ở trong cái cơ sở dữ liệu đúng không? Thì cái store procedure này cũng là một tập hợp các cái câu lệnh SQL. Đây không phân biệt là select, insert, update nhé. Tập hợp các câu lệnh SQL và được đặt tên, cộng với đó là nó có thể nhận biến từ code PHP hoặc là từ các cái code backend khác. Thì đấy là khái niệm về store procedure. Các bạn có thể chủ động lên Google search để lấy thêm ví dụ về phần này. Ngày xưa tôi làm cái store procedure này nhiều lắm, nhưng mà làm ở bên SQL Server không biết bây giờ còn giữ không. Chắc là để trên Google Drive thì để lúc nào tôi mở cái phần đấy ra để cho các bạn xem. Những cái câu lệnh store procedure thường thường nó rất là dài, cực kỳ dài. Đi chưa nhỉ? Sau đây là chúng ta sẽ làm bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu. Các bạn làm xong cái thiết kế cơ sở cho đề tài của mình nhé. Rồi đi. Ok, tí nữa đi. Bây giờ các bạn làm thêm một cái bài này. Làm ngay tại đây và tí nữa sẽ chữa luôn. Chúng ta sẽ làm một hệ thống trang tin tức. Trang dễ nhất. Thì trong cái hệ thống tin tức này của tôi có cái như sau: một bài viết sẽ thuộc về một danh mục. Được chưa? Một bài viết thuộc về một danh mục. Một danh mục có thể thuộc về một danh mục khác. Tức là kiểu dạng danh mục cha con. Được chưa? Ví dụ như danh mục ở trong cái trang 24 giờ này, các bạn sẽ nhìn thấy là bóng đá ngoại hạng Anh nó sẽ nằm trong danh mục của bóng đá lại nằm trong danh mục của thể thao, đúng không? Đó, một bài viết ngoài thuộc về một danh mục ra, nó có thể thuộc một loại bài viết nào đấy. Ví dụ một bài viết một loại post thôi, nhưng mà nó cũng có thể là thuộc về loại bài viết là gallery ảnh, đúng không? Các bạn lên 24 giờ xem, nếu mà bài viết nó là gallery ảnh thì cách hiển thị của cái bài viết nó khác, đúng không? Thì nó có thể thuộc về một gallery ảnh, nó có thể thuộc về loại video, có thể thuộc về bài viết bình thường. Thì như vậy, thì đấy là một bài viết nó sẽ thuộc một loại một bài viết sẽ thuộc về một loại bài viết nào đó. Thì đây là quan hệ một nhiều. Đây là quan hệ một nhiều. Một bài viết có thể có nhiều tag. Đây là quan hệ NN. Một bài viết có một tác giả. Một bài viết có một tác giả. Một bài viết có thêm một ảnh đại diện. Một câu mô tả ngắn.
cái phần nội dung. Đấy là về cái module tin tức của chúng ta. À quên, còn nữa. Đó là nếu mà chúng ta có loại bài viết này, nếu mà bài cái trang tin tức của chúng ta, cái bài viết của chúng ta mà thuộc về loại video thì nó sẽ phải có một cái đường dẫn video URL. Và một bài viết có thể có nhiều ảnh gallery. Được chưa? Tất nhiên bài viết còn có sẽ thêm tiêu đề để thêm URL các thứ kiểu smart nữa, chứ không phải chỉ dừng lại ở những cái logo như này. Đó là về phần core. Tiếp theo về phần quản trị người dùng thì chúng ta có một người dùng thì sẽ có tên tài khoản này, tên thôi, email, mật khẩu, rồi thì remember token, rồi thì một người dùng sẽ có nhiều quyền. Người này còn có thể có thêm avatar, rồi thì các thông tin khác của họ. Đấy chỉ đơn giản này. Chưa tính đến cái nội dung mà chúng ta tiến hành làm với cái config hệ thống. Ví dụ như có những cái slideshow chạy ở ngoài màn hình, chúng ta phải config cái đấy. Rồi thì chọn ảnh của logo của hệ thống chúng ta cũng phải làm. Footer của hệ thống chúng ta cũng phải làm. Và cũng cái đấy nó phải là động, chứ không thể là chứ không thể là tĩnh được. Đó thì chúng ta sẽ thiết kế đấy sau. Các bạn nốt lại cái này đi, nốt lại đi, xong tôi sẽ xóa đi, tôi sẽ viết thêm những yêu cầu về config hệ thống, làm rất nhiều chứ không phải ít đâu. Một bài viết có nhiều comment. Cực kỳ nhiều thứ là tác.
Được chưa? Cứ nốt này đi đã. Rồi tí nữa có hỏi thì hỏi. Xong cho tôi xóa nhá. Có chưa? Tiếp tục này. Tiếp tục chúng ta có phần quản trị cái quản trị cái nội dung của website này. Thì trong cái website của chúng ta sẽ có một cái phần, một cái bảng để giúp chúng ta quản lý thông tin. Thứ nhất là logo URL. Ví dụ bảng này chúng ta để ở web config. Logo URL này. Tên website này. Cái địa chỉ này. Facebook này. Rồi thì là LinkedIn này. Rồi thì các thông tin khác. Rồi thì có cái gì nữa này. Logo, tên website, địa chỉ. Cái gì nữa nhỉ? Xem nào. Vị trí quảng cáo. Ảnh quảng cáo 1. Vị trí thường thường của website chúng ta có những cái ví dụ như chúng ta có một website như này đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái banner ở trên này là một cái này. Ở hai bên này chúng ta có một cái, hai cái này. Chúng ta có đặt đây là 1 này, đây là 2, đây là 3. Chưa? Ở dưới bottom và ở trong bài viết thì chúng ta sẽ có thêm một cái nữa. Đúng không? Thì chúng ta có thêm là cái ảnh quảng cáo. Thì cái ảnh quảng cáo 1 đi. Ảnh quảng cáo 2. Ảnh quảng cáo 3, ảnh quảng cáo trong bài viết. Ví dụ thế, chúng ta đặt tên. Sau này chúng ta phát triển mạnh hơn thì chúng ta sẽ làm đặt động hơn, động sau. Ví dụ từ khung giờ này đến khung giờ này thì cái ảnh này sẽ được hiển thị. Từ khung giờ này đến khung giờ này, ảnh khác sẽ được hiển thị ở những cái chỗ đấy. Thì chúng ta sau này sẽ có những cái config sau. Xong. Sau đó chúng ta sẽ có thêm một phần nữa là phần slide show. Thì chúng ta sẽ có cái ID và có những cái URL của ảnh. Tiêu đề của cái ảnh đấy, nội dung ở phía dưới. Và URL. Khi mà chúng ta bấm vào cái ảnh đấy nó sẽ nhảy xuống URL nào. Đây là phần slideshow. Đây là làm kiểu nông dân thôi. Chứ còn nếu mà làm kiểu thực tế thì người ta sẽ có một bộ web config nó liên quan đến nhau. Tùy từng thời gian, ví dụ như kiểu sự kiện sắp tới là Trung Thu đúng không? Thì chúng ta enable cái web config về chủ đề Trung Thu lên phát là nó sẽ chủ động, nó tự động nó update cái website của chúng ta sang kiểu sang cái theme của Trung Thu luôn. Còn nếu mà sắp tới nữa là 20 tháng 10 đúng không? Là enable nó cái theme cái map topic về 20 tháng 10 lên là toàn ảnh chị em hoa hoét tung lum ở trên cái website của mình. Đấy là chúng ta làm kiểu cao cấp hơn. Nhưng chúng ta làm nông dân thì làm kiểu này thôi. Đấy, xong. Thiết kế đi. Tự ngồi vẽ bảng đi. Thế còn nhìn gì tôi? Đến cuối giờ tôi sẽ chữa xong. Tự ngồi làm. Quý lớp phải có bao nhiêu để học được? Hiện tại thu được 40. Còn nợ những đứa nào còn nợ nữa? Hôm trước văn anh văn cùng mấy đứa? Trừ hết con mình làm. Hả? Còn một người. Tức là có 50 đúng không? Đứa nào làm xong sớm nhất mà tôi chấp nhận trước thì thưởng 50 quân. Vẽ lên đủ xịt chạc đi.
thông tin lấy gì xem. Phần cùng bất đắc dĩ lắm thì thôi, thì phải chuyển sang cái giấy. Đây. Mở đây ra. À. Có ai lúa? Có phải không? Bây giờ là mấy giờ? 7:10. Cần bao nhiêu tiếng để thiết kế cái này? Hả? Hết ngày hôm nay hả? Tôi cho các bạn hẳn 1 tiếng nhá. Đến 1 tiếng mà tôi đi kiểm tra một lượt, nếu có người nào mà tệ đến mức tôi không chấp nhận được thì cứ 2.000 một người. Dẫn được tiền lên để thỏa. Nha, chúng ta sẽ tìm ra top 3 người vẽ tốt nhất lớp để thưởng tiền. Hả? Cái gì? Cái gì ở bên? Không biết. Nên khách hàng người ta chỉ yêu cầu vậy thôi. Sau này khách hàng người ta cũng chỉ người ta chẳng biết gì về kỹ thuật cả. Người ta chỉ yêu cầu các bạn đến thế thôi. Mình làm sao để đi vào cái này được? Cho em. Ở nhà.
Cho đến 7 giờ 10, à 8 giờ 10 nhé. Sau này là chỉ có hai cái nhập, một là đăng nhập, hai là nhập.
Rồi kéo xuống. Thank you.
Biết danh mục để làm gì không? Danh mục ấy, mục đích của người ta để xây dựng một phần là làm cái menu. Cái thứ hai là chia bài viết cho nó nhỏ để dễ tìm kiếm. Đấy. Loại bài viết là để định hình cái cách mình hiển thị cái bài viết ấy như nào. Được nhá. Chờ chút. Được, hoàn toàn được. Ví dụ như các bạn vào 24 giờ nhé. Đây, ví dụ bài viết này là bài viết về về dạng text này đúng không? Bài viết bình thường đúng không? Đúng chưa? Còn một dạng nữa có thể là đây. Không phải. Nó có cái hình ảnh này. Đấy, các bạn thấy không? Đây nó cũng là bài viết. Nhưng mà cách hiển thị của nó là ốp thêm cái slideshow vào đây. Đúng không? Và cái bài viết này nó, các bạn xem này, nó cũng là những cái URL, cùng chung một URL, nhưng mà nó có những cái ảnh khác nhau trong về thuộc cùng một loại bài viết, trong cùng một bài viết, đúng không? Đấy. Ngoài ra, ví dụ như kiểu loại lại quên mất rồi, cái 24 giờ này này, các bạn nhìn thấy nó có những cái video đúng không? Đây, có thể chạy được video, đúng không? Như chúng ta thì chúng ta chỉ dùng cái video của YouTube thôi, không up video của mình lên làm gì cả. Up lên nặng lắm, mất thời gian, đúng không? Đây, ở trong này nó không có text gì nữa, chỉ có mỗi video thôi, được chưa? Còn phần danh mục ấy, ngoài cái việc là chúng ta xây dựng cái menu ra, đây menu này, chúng ta tin quốc tế này, điểm nóng này, thấy không? Đây là những cái danh mục còn thuộc về một cái danh mục tràn, được chưa? Đó, xong rồi chúng ta hoàn toàn có thể là đây một bài viết đúng không? Chúng ta có thể xây dựng từ cái đấy, chúng ta xây dựng ra những cái bài viết cùng cái danh mục hiển thị nó như thế này. Được chưa? Vậy thôi. Hai cái thứ đấy nó khác nhau. Giống như các bạn xem phim, nó cũng có phim thuộc loại là phim bộ này, đúng không? Rồi thì là phim phim lẻ này, phim hoạt hình này, đấy là loại phim đúng không? Đúng nhá. Nhưng mà nó còn có phim bộ, nhưng trong phim bộ nó còn vừa là thuộc về phim bộ nhưng nó là loại phim bộ về kinh dị, đúng không? Thì đấy là tiếng Việt chẳng nhớ là cái gì, còn tiếng Anh nó gen là loại phim phim kinh dị, rồi phim hành động, đúng không? Phim xã hội đen, phim xã hội đỏ, các thứ các kiểu, thì hai cái thứ đó hai thứ khác nhau, không đánh đồng được. Một bài viết này thì có nhiều bài. Hả? Một bài viết này có nhiều bài. Cái gì? Một bài viết thuộc nhiều loại bài viết. Không. Tức là một bài viết chỉ thuộc một loại thôi.
Thì có cái chuyện là chị em làm nên đơn giản như thế này. Là sao? Là còn trẻ mà. Là đơn giản. Ví dụ website của ông nhá. Ví dụ tôi vừa mới làm cái trang này, tôi chưa làm xong. Ví dụ tôi dùng cái theme này chẳng hạn. Đây. Chờ chút để tôi tìm. Đây, ví dụ như cái dùng cái theme này ạ. Bạn nhìn thấy cái này cái logo này không? Nếu sau này khi các bạn đưa code lên trên server rồi, các bạn lấy code muốn sửa cái ảnh này thì làm ra. Làm kiểu gì?
lại mở code trên server ra xong rồi nhét cái ảnh khác và thay vào đấy à? Bị dở hơi à? Chúng ta phải có cái phần để lưu cái đường dẫn ảnh logo để vào, để khi mà người ta vào sau này người ta muốn đổi ấy, người ta chỉ việc vào trong cái trang quản trị, người ta thay đổi cái ảnh logo phát là xong. Hiểu chưa? Cả phần dưới này nữa cũng vậy này, ví dụ phần mô tả của website này cũng có này đấy, thì chúng ta có thể thay thế được nó bằng việc vào trang quản trị để sửa, đúng không? Và khi mà hiển thị ra thì chúng ta dùng code PHP kết nối đến cơ sở dữ liệu, lấy dữ liệu từ trong bảng web config ra đổ xuống đây. Thì đấy là cái việc mà cái việc mà chúng ta có thể làm, chứ không phải làm bằng tay nữa. Chẳng nhẽ một cái website muốn sinh ra một bài viết mới thì cứ thế viết code HTML họ up lên có bị dở hơi không?
20 phút nữa nha. 20 phút nữa. Để check. Thank you.
Thank you.
Quay xong chưa? Dễ mà. Chưa có ai mà tôi nhìn thấy tôi ưng ý cả. Thank you.
Có ai tự tin để giật 50.000 không nào? Nhanh lên. Chữa nha. Có hay có cần thêm thời gian không? Để nhá. Chúng ta làm cái bài cái phần dễ trước. Phần có web config dễ trước nhá. Thì chúng ta có cái bảng tên là web config này. Key này, ID này. Đây là logo đúng không? Logo URL. Rồi thì là name, website name. Website name này, rồi cái gì nữa? Address, HQ, address. HQ là headquarter, address trụ sở chính. Facebook. Rồi thì LinkedIn. LinkedIn. Rồi thì là ADV, advertising. 1 ADV 2 ADV 3 ADV 3 rồi thì đến cái gì nhỉ? ADV post. Slideshow xong bảng này. Xong rồi bây giờ mình tạo một bảng nữa. Bảng này là bảng slideshow. Thì mình sẽ có là IPK. Đây là ID của cái ảnh này. Đây là URL của cái ảnh này. Image URL. Tiếp theo là đến tiêu đề. Title. Và cuối cùng là cái short DSC mô tả ngắn. Chúng ta sẽ nên thêm vào đây một cái thuộc tính nữa. Đây là cái trạng thái status. Một like tip. Không là disable. Rồi xong hai cái bảng config. Tiếp theo đến phần dễ tiếp theo là về cái user đúng không? Chúng ta có thằng user này. Bảng user. Đây là PK, đây là ID của người dùng này. Đây là email. Đóng mở ngoặc đây là unique. Đây là name. Name này, sau đó đến password này, sau đó đến remember token, rồi đến cái gì nữa nhỉ, avatar, sau đó đến ví dụ như kiểu là Facebook chẳng hạn, đây là birth date, joy date, ngày đăng ký tài khoản đấy, rồi thì created at là thời điểm người ta tạo ra tài khoản này. Cái join date này nó khác với created date nhá. Join là khi mà người ta tạo xong thì người ta phải confirm email, sau đó thì mới là người ta chính thức tham gia đúng không? Còn created date là thời điểm chúng ta tạo ra cái tài khoản này, được chưa? Đây là updated date. Đây là Note. Đây là xong bảng user này. Chúng ta tạo thêm một bảng nữa. Bảng này là bảng role
quyền, key ID quyền, role name, chúng ta đặt là name thôi. Này giảm đi một cột. Rồi hai thằng này có quan hệ nhiều với nhau đúng không? Ví dụ người dùng A sẽ có quyền là admin và member. Người dùng B có quyền là member và moderator chẳng hạn, đúng không? Thì là quan hệ của hai thằng này sẽ là quan hệ nhiều với nhau. Thì chúng ta phải giải quyết nó bằng một cái bảng phụ. Bảng phụ ở đây chúng ta sẽ để là bảng user role, bao gồm key là user ID, key nữa là role ID. Bảng này chỉ có hai cột đấy thôi. Và nối từ đây vào. Đó, xong. User và role. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái bảng danh mục bài viết. Cái bảng gì nhỉ? Bảng bài viết thì nó kéo rộng nó ra. Đây là bảng post. Có ID bài viết này. Có kết ID này. Nếu mà thích thì chúng ta có thể để đây là PK. FK chứ quên, xin lỗi, foreign key. Tiếp theo là post type. Đúng không? Post type. Loại bài viết đấy. Sau đó cộng thêm vài cột nữa. Đây là ảnh của bài viết này. Feature. Image. Rồi thì là short. DSC là mô tả ngắn. Rồi thì chúng ta sẽ có là content. Title. Rồi thì gì nữa nhỉ? Author. Còn gì nữa nhỉ? Quên sử rồi. URL. Video URL. Còn thêm cái gì nữa? Created date. Created us. Updated us. Publish date. Publish date là cái ngày mà cái bài viết này được đưa lên trang web của chúng ta, chứ không phải là cứ tạo ra là đưa lên nhé. Chúng ta phải hẹn giờ cho nó, là ví dụ chúng ta viết xong một bài thì phải vài ngày sau chúng ta mới đưa nó lên website, thì đấy là chuyện bình thường, nhưng mà chúng ta vẫn cứ tạo ở trong này và đến đúng cái ngày chúng ta đặt publish date thì nó mới hiển thị ra ngoài trang chủ. Sao? Hả? Không, không phải nó lên luôn đâu. Người ta viết kể cả bài bóng đá của bạn vậy. Người ta sẽ viết từ vài hôm trước gửi lên, sau đó là biên tập viên người ta tiến hành là kiểm tra lỗi chính tả này, kiểm tra xác thực này, rồi thì kiểm tra câu cú này, rồi còn tác động đến SEO này. Sau đó duyệt hết một lượt thì mới được active. Chứ không phải đơn giản là chúng ta nghĩ là bấm phát là lên đâu, không có chuyện đấy. Được chưa? Rồi, đây là bảng post này. Bây giờ chúng ta giải quyết những cái mối quan hệ của nó. Và kết ID, post type, đây là FK nữa này. Được chưa? Thì đây hai cái bảng, cái này chúng ta cần phải tạo ra hai cái bảng nữa để cho nó có quan hệ. Thì ở đây chúng ta có bảng là category, danh mục. Thì đây là ID của danh mục này. Đây là name của danh mục này. Chúng ta có parent ID nữa. Đây là cha, danh mục cha. Thì chúng ta kéo ngược lại về đây. Đấy là quan hệ với chính nó. Được chưa? Từ cái category này quan hệ với bài viết thì là nối vào đây. Được chưa nhỉ? Duplicate thằng này lên. Kéo xuống dưới. Chúng ta có bảng post type. Thì có ID, có name. Thằng này không có parent ID. Giảm đi một cột. Nối bên này sang bên kia. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ phải tạo ra bảng ảnh cho cái bài viết này. Gallery. Thì đây là key ID của cái ảnh này. Đây là URL của cái ảnh này. Đây là image URL. Đây là post ID. Được chưa nhỉ?
bây giờ nối từ bên này sang. Một bài viết có nhiều ảnh. Xong. Bây giờ tạo nốt một bảng nữa. Là bảng tag. ID tag. Tag name và post ID. Thực ra chúng ta để cái tag name này là primary key cũng được, nhưng mà thôi chúng ta cứ đặt cho nó là ID cho nó tử tế vào. Không nhất thiết là cứ phải ngắn gọn quá làm gì cả. Nối sang. Rồi, vẫn còn một bảng nữa là bảng comment. ID comment này. Email của người comment này. Rồi thì title của comment này. Title của comment này. Và chúng ta có thêm cái content của comment. Nếu thích thì chúng ta có thể viết thêm cái phần trả lời comment nữa. Thì đây là reply ID. Thì nó tự quan hệ với chính nó thôi. Bài này là trả lời của một bài viết nào đấy. À không, cái này. Ờ đúng rồi đây. Nối sang. Và post ID. Cái này còn thiếu post ID nữa. Cho thêm một cột vào. Đây là FK. Post ID. Nối từ bên này sang. Chúng ta zoom out lại nó đi. Đây là cái database của chúng ta tạm thời. Có thể chấp nhận được. Không quá nhiều. Bây giờ đã bao nhiêu phút? 10 phút mấy? Bạn xem em có cái tính năng nào chưa giải quyết được thì bảo để tôi thêm hoặc sửa. Hả? Gì? Không hiểu quan hệ với chính nó là như nào. Ở đâu? Tức là quay tay ấy. Đây nhá. Đây nhá. Chúng ta có ID này, name này, parent ID này. Đúng chưa? ID 1 là xã hội này. Parent ID không có này. Nó danh nguồn gốc đúng không? Chúng ta có thêm 2 là thể thao này. Cũng không có danh mục này. Được chưa? À, không có danh mục trai này. Tiếp theo chúng ta có 3 là bóng đá. Thì danh mục trai phải là thể thao này đúng không? Chúng ta biết vấn đề số 2. Bây giờ có bóng đá anh. 4 là bóng đá anh. Thì đây là con của bóng đá là bác. Đúng không? Bây giờ là 5 là tin giáo dục. Và con của xã hội thì chúng ta để là 1. Được chưa? Sau này chúng ta sẽ sử dụng để quy để lấy dữ liệu từ những cái danh mục con ra và những bài tên con ra bằng. Được chưa? Đây là quan hệ với chính nó. À, có thêm một bảng, một cái cột nữa là parent ID. Vậy thôi. Được chưa? Các bạn ngó đi, xem còn có vấn đề gì không? Chúng ta giải quyết. Không có vấn đề gì à? Hả? Sao là sao? Không nhìn đấy à? Tôi sẽ xuất ra cái ảnh và tôi gửi cho chúng ta. Ủa, cái này không nhìn thấy gì đó à? Zoom ra cái này, zoom rất thoải mái. Zoom ra được mà. Vỡ ra được.
đây, kéo ra kéo vào thoải mái. Ui, to này á. Nên vậy nãy mình resize đi. Rồi lên trên group lớp rồi nhá. Đấy, có vậy thôi. JPG à? Cứ tải lại. Tải xuống kiểu gì nhỉ? Nhà quê. Cái gì đấy? Đừng đổ tại máy tôi xịn nhá. Zoom ảnh cũng vậy mà, zoom ảnh thì như nhau mà. Để tôi đưa lên Google Drive để tôi share chúng ta nhé. Có mấy đứa nó không xem được. Mà thôi chúng ta tự tải về nhé. Để tôi lấy tôi share chúng ta cái này.
Rồi đấy. Không được nữa thì thôi. Dẹp. Đúng rồi, kệ chúng nó. Xong chưa? Còn thắc mắc gì không? Bây giờ tôi sẽ giải một phần về cái chúng ta đến đây là hết về SQL rồi nhá. Hết rồi. Hết rồi. Và cũng không còn đủ thời lượng mà chúng ta học sâu hơn nữa. Nếu mà đúng ra là chúng ta, tôi phải bắt chúng ta hành chúng ta bao giờ làm được một cái cơ sở dữ liệu cho một cái đề tài nào đấy thôi. Không phải dừng lại ở đây đâu. Nhưng mà chúng ta hết thời lượng không ạ? Chúng ta còn phải dành được tầm khoảng 16-17 buổi nữa để học về Laravel. Cho nên là chúng ta đang rất là gấp để kịp với phần sắp tới là sẽ là về FFPP. Đó là phần về đối tượng OP và mô hình MVC. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cái mô hình MVC hướng đối tượng bằng OPP một. Vẫn tương tác với cơ sở dữ liệu như bình thường. Được chưa? Thì thứ nhất các bạn nốt lại cho tôi là thứ tư là thứ năm đúng không? Thứ năm lần sau một là phải nộp lại cho tôi cái ảnh chụp SQL của các bạn thiết kế cho đề tài. Đây là việc thứ nhất. Việc thứ hai là hoàn thiện cho tôi 39 câu trong cái file kia 39 câu Maria. Không có tha thứ gì cả nhá. Buổi này là đã một tuần rồi. Không có chuyện delay gì nữa đâu nhá. Rồi bây giờ sang, chúng ta sẽ sang chương mới, một phần ở trong cái chương này. Rồi chúng ta sang APP nâng cao. APP nâng cao thì ở trong APP nâng cao chúng ta sẽ sử dụng tương tác sử dụng code để tương tác với cơ sở dữ liệu, sau đó là chúng ta sẽ xây dựng lên cái đối tượng trong PHP và sử dụng cái đối tượng đấy để tương vào trong project cũng như là tiến hành tạo ra một cái structure một cái cấu trúc của một cái dự án để chúng ta làm web ở PHP cộng với MySQL. Thì cái phần 1 ở trong cái nội dung của PHP nâng cao chúng ta sẽ học về PDO, dùng PDO để tương tác lên cơ sở dữ liệu, tí nữa được hướng dẫn. Bước thứ hai là chúng ta sẽ chuyển sang học về OP. OP thì chúng ta có phần định nghĩa, define. Và phần thứ hai là phần tính chất. Và phần thứ ba là phần luyện tập. Luyện tập là làm về một cái base model để giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu dễ hơn với tất cả các bạn. Thì đấy là cái base model chúng ta sẽ phải làm. Cái thứ ba là chúng ta học về mô hình MVC. Trong MVC chúng ta sẽ phải làm grand router, một là router. À quên nhầm, một là cái định nghĩa
định nghĩa. Hai là cái h.htaccess vào cách dùng thôi. Ba là cái luồng data. Luồng data ở trong MDC. Bốn là sẽ đến đến controller, controller này. Model và view. Và cuối cùng sẽ đến khái niệm ở đâu? Nhầm xin lỗi các bạn. Cái MDC chúng ta sẽ học đồng thời luôn. Sau cái luồng data này thì chúng ta sẽ đến với những cái khái niệm gọi là router. Nơi điều hướng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đến với cái composer. Đấy là cái nội dung của toàn bộ nội dung của phần PP nâng cao. Xong cái PP nâng cao thì chúng ta ốp thẳng vào cái Laravel luôn. À, trong này có thêm một khái niệm nữa là khái niệm namespace. Nghe namespace rồi chưa? Namespace. Trong ngôn ngữ nào chẳng có namespace? Cái là cái biến gì? Rồi. Chúng ta tạo ra xong chưa? Nốt lại đi, xong chúng ta sẽ tạo ra một cái cơ sở dữ liệu mới DPP 1706 đây đúng không? Xem có cái gì ở trong này không? Có student với info xóa đi. Dẹp. Rồi nha, tuần sau chúng ta phải nộp cho tôi hai cái kia. Vào thứ tư, à thứ năm. Tôi sẽ có thư mục cho chúng ta nộp. Rồi, bây giờ chúng ta... Ủa, cái này còn đẹp hơn này. Nó chưa zoom xong thôi. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái DB này luôn nhé. Sử dụng cái DB này để làm việc luôn. Thì ví dụ như chúng ta sẽ sử dụng cái phần user này đi. Tạo cái bảng user trước. Nó tương tác, nó dùng PHP để tương tác lấy dữ liệu ra từ cái bảng này và thêm dữ liệu trong cái bảng này trước. Chúng ta làm như sau. Tạo ra cái database tên là php1706 này. Giờ tạo thêm một table mới. Có cột là ID này, in này, PK này, auto increment này. Cột nữa tên là name này, vacha, độ dài là 255. Không làm nhanh là công thiệt đấy nhỉ. Email vacha 255. Remember token vacha 255 luôn. Cho hẳn 500. Cho nhiều. Avatar cũng vacha 500. Email này not null. Created date. Created at date time. Date này. Ở cái này phải để là timestamp đi. Timestamp. Updated at cũng timestamp node. Còn gì nữa nhỉ? Thôi mấy cái bớt date thì chúng ta không cho vào nhá. Để cho nó đỡ vướng. Mấy nữa chúng ta làm với Laravel chúng ta sẽ thêm nó dễ dàng hơn rất là nhiều.
Được chưa? Sau đó xếp xuống cái bảng này của chúng ta tên là bảng user. Xong lại có bảng đấy. Phóng kiểu gì ở đây, làm gì có cái gì mà phóng? Không phóng được. Phóng to được, tôi đã phóng. Gì? Không nhìn thấy gì à? Tôi thấy nó cũng to mà. Hả? À, cái này còn thiếu cột password, tí quên. Tí quên cột password. Vacha 255. Chúng ta lưu ý này, chỉ có ID và name, ID, email và password của chúng ta là not null thôi nha. Là không chấp nhận điền giá trị null mà thôi, còn tất cả các cái field khác thì có thể null được hết. Các bạn để ý, lưu ý của tôi là not null nha. Cứ cái nào được tích thì là không được phép null. Để ý kỹ lại xem trong cái phần mềm của mình nó là null hay là not null. Thật đấy, ở Windows phần mềm nó khác đấy. Ở đây bạn nhìn là có à? Đây ở đây. Thêm một cái unit ở đây. Name để đấy, field này. Email. Ok. Index time unique, index method, kệ nó, lưu xuống. Xong. Đấy, thế là thà là email của chúng ta trở thành unique rồi đấy. Xong chưa? Ông làm gì mà lỗi? Đây. Tôi đưa lên trên GitHub nhá, chúng ta lên GitHub mà lấy nhá. Xong chưa?
tiếp tục này. Tiếp tục mở cái bảng user ra, chúng ta thêm một bảng ghi vào trong đây. Ví dụ đây là admin, email là admin@gmail.com. Password là 123456. Remember token không có, avatar không có. Xong. Cái thứ hai là member. Member@gmail.com. Password cũng 123456. Xong. Thế chúng ta có hai cái bản ghi ở trong này. Kệ nó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sử dụng PHP để lôi nó ra ngoài. Lôi ra ngoài và hiển thị. Ừ. Tạo ra để có dữ liệu chúng ta lấy ra ngoài ấy mà. Xong chưa? Xem lại gì? Kệ mày. Con tạo cái bảng bằng tool thôi mà cũng không... Ê, chỉ có do ăn ở thôi. Tiếp tục nha. Kệ nó. Bây giờ chúng ta tạo cái thư mục L20 nằm ở trong cái htdoc nhá. Htdoc ở trong máy của tôi nó là được nó là cái thư mục document này. Các bạn tạo cho tôi cái thư mục L20 ở trong đấy, trong htdoc của các bạn đấy. Được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành new một cái file tên là index.php ra. Đứa nào không làm kịp thì ráng chịu. Ai đã làm gì đâu mà từ đã cốt được cái chữ nào đâu. Để tương tác với cơ sở dữ liệu thì chúng ta trước hết là phải tạo kết nối từ cái cốt PHP đến cơ sở dữ liệu được đã. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta tạo kết nối này. Mở cốt PHP ra. Chúng ta sẽ có các biến. Đầu tiên là biến server name bằng localhost hoặc 127.0.1. Tiếp theo là biến dbname bằng php-1706 đúng không? Cái tên database của chúng ta ấy, để tôi coi lại xem có đúng không. Đúng rồi, php-1706. Tiếp theo là dbusername, tức là tên để truy cập vào cái cơ sở dữ liệu đấy, thì chúng ta có là root. Tiếp theo là db password pwd bằng. Các bạn thì để rỗng nhá. Lưu ý ở đây các bạn để rỗng. Còn ở trong máy của tôi, cái MySQL của tôi đặt path rồi, cho nên path của tôi sẽ phải viết vào đây. Path của tôi là 123456. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu. Xong chưa?
Rồi bây giờ sẽ tạo như sau. Đầu tiên để tạo, chúng ta kiểm tra xem nó có tạo được hay không, chúng ta sử dụng một cái biến, một cái cặp từ khóa là try và catch. Try là thử. Nếu mà trong cái code nằm ở trong cái cặp dấu ngoặc của try này gặp lỗi thì catch sẽ được chạy. Chúng ta có catch. Trong này chúng ta nhận một cái biến là loại exception. Tên biến là ex. Và tiến hành ở đây là va đâm ra cái biến ex trỏ đến get message. Mà chúng ta die luôn. Còn try ở đây chúng ta sẽ có một cái biến là connection bằng new PDO. Trong này là một cái string bao gồm là cái loại cơ sở dữ liệu chúng ta sẽ kết nối đến, nó sẽ là MySQL. Sau đó là có cái host mà chúng ta sẽ kết nối đến, chúng ta có host bằng cái biến server name. Tiếp theo, cái database chúng ta sẽ kết nối đến là biến là DB name bằng $DB name. Và chúng ta sẽ có thêm một cái phẩy là tra xét bằng UTF-8 để lấy ra được dữ liệu bằng tiếng Việt có dấu. Phẩy một cái ở phía ngoài là user để truy cập thì có DB username. Và cái cuối cùng là DB password. Chúng ta tiến hành là nếu mà chạy thành công câu này, chúng ta có thể va đâm ra cái biến con kia. Và chúng ta có thể là echo ra đây connection succeed. Không nhá. Nhớ cái phần DB password nó là password của các bạn nha, chứ không phải password của tôi đâu. Password của các bạn là để chống ấy, nếu mà chúng ta sử dụng sai. Sao mình nhỉ? Lưu ý chúng ta một điều này, cái câu lệnh này không phải là tôi viết ra, tôi không phải tôi nghĩ ra cái này. Thế cho chúng ta có thể tìm kiếm nó bằng cách là search Google. Sử dụng là PHP PDO connection
Sơn cái là ra ngay à? Vào cái thằng VK3 School này. Giờ PHP Connect MySQL. Thì ở đây chúng ta có hai cách để kết nối đến cơ sở dữ liệu là MySQL. Thì chúng ta có cách đầu tiên là MySQLi. Được chưa? Còn một cách nữa là PDO. Thì hai thằng này các bạn dùng cách nào cũng được, không ai cấm các bạn cả. Nhưng mà tôi muốn sử dụng PDO bởi vì nó có thể, cái PDO khi chúng ta làm quen rồi thì chúng ta có thể sử dụng PDO để kết nối đến 12 loại cơ sở dữ liệu khác nhau. Và bây giờ thì là gần như toàn bộ các framework PHP đều sử dụng PDO cả. Thì chẳng có mấy cái sử dụng MySQLi đâu. Được chưa? Thì chúng ta kéo xuống dưới, nó sẽ có, đây là kết nối của MySQLi này. Ở dưới nữa là nó sẽ có kết nối của PDO. Giống nhau đúng không? Nó khác một cái exception này thôi. Tôi không thích dùng cái năng này. Tôi dùng cái exception cái cho nó quen. Được chưa nhỉ? Bây giờ tôi test xem nó chạy không nhá. Thì cái thư mục của chúng ta đang là PHP 1706 L20 đúng không? Tôi copy cái này. Tôi vào bằng chả biết chạy chưa ta. Hình như chưa chạy server. Đây, tôi đang tắt server. Lâu thế. Rồi chạy rồi. Nó chạy là localhost sược php 1706 sược L20. Cái gì đấy? SQL state no such file or directory. What the hell? Index.php cũng vậy mà. Để tôi coi lại xem tôi sai ở đâu. Con bằng localhost 1706 root. Các bạn check xem có được không? Của các bạn xem có được không? Hả? Có được không? Chắc là của tôi sai đâu nên tôi chẳng biết. Cái điều no such file or directory php 1706 này. Để xem cái kết nối đến DB của tôi là cái gì. 1 2 3 4 5 6. Đúng rồi bà. Để copy lại cái bên này coi có đúng không. MySQL host server name này, DB name bằng biến DB name này. Chấm phẩy tra set bằng UTF-8 này. Username và DB username. DB password. Connection succeed. Chẳng nhẽ lại. Ố. Sao mà mình không kết nối được ta? Chờ tôi chút nhá, để tôi search. No such file or directory. Cái này tại sao không kết nối được đến nhỉ? Rồi, connected successful. Tôi đổi cái IP thôi mà, đổi cái localhost thành cái IP thôi mà. Thành cái IP máy của tôi. Ở đây chúng ta, khi mà chúng ta nếu mà kết nối thành công nhá, thì nó sẽ echo ra connected connect successful đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ vadam ra, có cách khác kiểm tra là vadam ra cái biến con kia. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ trả chúng ta một cái object là PDO. Được chưa? Trong trường hợp chúng ta kết nối không thành công, ví dụ tôi để ở đây là root 1, tôi không có tài khoản này đúng không, thì nó sẽ trả chúng ta cái code connection fail của access deny for user root a cộng localhost. Được chưa? Tức là cái user này không có hoặc là sai path. Được chưa? Thì ở đây chúng ta phải sửa lại password, sửa lại username để kết nối thành công. Được chưa nhỉ?
Cái dòng tôi giới thiệu luôn cái dòng try này là chúng ta có thể try xong đóng mở ngoặc ra, chúng ta viết nhiều code ở trong này. Nó sẽ thực thi hết. Code PHP sẽ thực thi hết. Nếu một dòng ở trong này, bất kỳ dòng nào ở trong try này gặp lỗi thì nó sẽ chạy cái catch này. Chạy cái code nằm trong cặp đóng mở ngoặc của catch. Được chưa nhỉ? Thì đấy là cái try catch, và catch sẽ đi liền với exception. Exception là ngoại lệ. Được chưa nhỉ? Khi chúng ta sử dụng try catch thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái lỗi nó cụ thể hơn rất là nhiều. Chứ không chỉ có, ví dụ như tôi không có cái catch này nhá. Các bạn coi, tôi tạm thời comment cái mới này vào. Thì các bạn coi, nếu mà bây giờ tôi kết nối thành công thì nó vẫn như này. Nhưng mà nếu mà tôi không kết nối không thành công thì nó sẽ ra một cái lỗi rất là tùm lum, khó đọc, đúng không? Thì đấy là cái tác dụng của try catch. Nó bắt sự kiện và nó sẽ giúp chúng ta đọc dễ dàng hơn. Được chưa nhỉ? Đây là chúng ta đã kết nối thành công rồi. Tiếp tục. Nào, tiếp tục. Tôi hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu ra luôn. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ. Ở đây chúng ta có một cái biến tên là query. Đây là SQL query bằng. Câu lệnh lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng user ra thì dùng cái gì? Select sao from user. Nhảy thôi đúng không? Rồi xong. Bây giờ chúng ta sẽ lấy dữ liệu ra, thực hiện những cái lệnh như sau. Một cái biến là stmt bằng cái biến con kia của chúng ta. Trỏ đến Prepare cái câu SQL query tương đương với cái việc chúng ta mở cái tab mà có cái query ra ấy, viết câu lệnh vào đấy. Được chưa? Xong rồi sau đó chúng ta tiến hành bấm cái nút run. Bây giờ bấm cái nút run này thì chúng ta sẽ sử dụng cái stmt kia trỏ đến execute là thực thi. Được chưa? Đây là bấm nút run này. Bây giờ chúng ta đã có dữ liệu trả về rồi, bây giờ chúng ta gom dữ liệu vào và lấy ra ngoài code PHP. Rồi chúng ta sẽ có là cái biến result, nó sẽ bằng cái stmt kia trỏ đến fetch all. Bây giờ chúng ta tiến hành kiểm tra xem cái result có không. Chúng ta sẽ có là vadam cái biến result là biết ngay sẽ có hay không. Check hai array, đúng không? Array thứ nhất bao gồm cột id bằng 1, cột name bằng admin, cột email bằng admin a.gmail. Được chưa? Đúng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của chúng ta chưa? Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được. Đây cái biến result là sẽ mang dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu này. Bây giờ tôi sẽ hoàn toàn có thể tạo được một cái bảng. Chúng ta để vào đây một cái table. Ở trong này là các cột ID này, cột email này, cột name này. Đó, ở trong này chúng ta sẽ tiến hành. Lúc nãy các bạn nhìn nó là một cái mảng đúng không? Mảng thì để lấy từng phần tử trong mảng dùng cái gì? For gì? For x. Được chưa? Với PHP nên dùng for x. Chúng ta có code PHP ở đây. Tiến hành dùng for x. For cái biến result s user đi, s user, và đóng cái code đi vào đây. Ở dưới chúng ta tiến hành mở code PHP ra để cho cái đóng ngoặc của cái for nó có tác dụng. Bây giờ chúng ta sẽ bê cái thtr cái lên. Và ở đây chúng ta sẽ có là code PHP echo của cái username, user, cột ID, cột user, biến user, cột name, email chứ. Biến user, cột name. Đó. Sau đó chúng ta ra ngoài reload ID, email. Bây giờ tôi vào DB tôi sửa lại. Tôi vào DB tôi sửa lại cái user này trở thành admin gạch ngang t3h
xong reload được chưa? Đấy là kết nối, sử dụng code PHP để kết nối đến cơ sở dữ liệu và lấy dữ liệu ra ngoài. Và buổi sau chúng ta sẽ học thêm một phần nữa là insert, update, delete dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Có thế thôi. Xong chưa? Hả? Đây. Cái này tương đương với PHP Echo. Được chưa? Tương đương với cái PHP Echo. Được chưa nhỉ? Thì đấy là cái phần hôm nay của chúng ta, kiến thức mới. Còn kiến thức cũ và bài tập thì các bạn vẫn cứ phải về làm thôi, hai cái bài tập kia. Đến thứ tư tôi sẽ check, đến thứ năm tôi sẽ check. Nha. Còn phần về này về các bạn luyện đi. Có chứ.